thăm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào hương thơm lên mái tóc xanh. Những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Chiều làng quê say xưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bóng lúa thiết tha. Những mẹ già môi tròn trẻ lùa xóm dưới, rung rung môi cười như tuổi còn đôi mươi. Em ơi khoan hò khoan, trên sông con đò ngang. Khoan ơi khoan hò, em về chăm lo việc nhà thắp lúa vun vườn cả liếp dứa. Em ơi khoan hò khoan, lúa chín tô trao nữ trang của hai thân mẫu của cô dâu chú rể thì đến phần tiền đồng. Tiền đồng thì xin phép thân mẫu cô dâu ba cho lại hai câu để làm cái phương tiện cảm ơn ngày đầu. Hân hạnh một lần nữa trình diện với quý vị chú rể Nguyễn Hoàng Dũng và cô dâu Lâm Thị Dung. Kính thưa quý vị quan viên hai họ, kính thưa quý văn khách, kính thưa các thân bằng của hai gia đình đại trai và gái, sau phần giới thiệu hai họ của
như cô dâu chú rể đấy, cái chuyện với quý vị là phần gia đình đàn trai, tức là ông bà ông Nguyễn Hoàng có vài lời tới quý thưa thần thơ với tất cả quý vị. Ladies and gentlemen, tonight we are the family and special in the wedding tonight in our family. I invite all of you come to share and with Miss Peaceful for groom and bride. Have a wonderful life tonight. And we thank you very much for all of you to come tonight. Chờ quê xa thành.
gặp chồng.